hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn để tội, hãy đốt sùng máu tâm, hãy đăng lần hoàn mất côi. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con mẹ là mẹ nào sớm chiều từ đây thăm thôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đời thương nhân loài, cho đứa bình sinh tươi đấng tây. Chị có chia sẻ là chị công tác việc của chị là gì nhỉ? Dạ, công tác là Trần Thị Kim Ngân. Chị đang làm gì ạ? Dạ, con đi bán vé số. Chị bán vé số, và khi mà chị đi bán vé số thì chị mang theo. Dạ, con đi bán vé số ha, là con đang theo cái tinh thần là mình có Chúa. Rồi, cái thứ hai nữa là con đi bán vé số là con hay đang cái nụ cười. Rồi, cái thứ ba nữa là con đi bán vé số mà con thấy ai cũng nghèo nghèo giống con cũng hay cho tiền. Phán hô chị ạ! Con chia sẻ là khi mà chị đi công việc của mình, chị còn mang theo cây đàn. Lúc nào mà vé số mà nó không có chạy lắm là mình đàn một bài, là sau một thời gian ngắn là hết ngay. Xin một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho chị đây. Cảm ơn chị rất là nhiều. Quay đây. Và tiếp theo chương trình đó là một vũ khúc tâm điểm yêu thương do các em đang tập tu trong nhà cái sơ thể hiện. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón các em ạ. Trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người.
Việt Nam của chúng con xin chân thành cảm ơn.